Thưa quý vị, hôm nay vào bếp chúng ta sẽ thực hiện món gà tiềm chôm chôm. Cái tên rất là lạ tai đúng không quý vị? Và anh Trường Thịnh sẽ giúp đỡ chúng ta thực hiện món ăn này. Chào Quốc Thái, chào quý khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Để làm món này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần có hai cái má đùi gà, khoảng 200g chôm chôm. Cái này là cà bát. Trong trường hợp nếu chúng ta không có cà bát thì quý vị khán giả có thể sử dụng gấc. Cái này ngũ vị hương, tỏi, hành tây, khoai tây, cà rốt, quế, nước chôm chôm. Theo đông y, thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng, lành mạnh phổi, có tác dụng bồi bổ cho người bị bệnh lâu ngày. Chôm chôm chứa rất nhiều chất xơ, giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chất thải, ngăn ngừa một số bệnh tật. Gà tiềm chôm chôm là sự kết hợp lạ, làm cho bức tranh ẩm thực Việt thêm phần sinh động hấp dẫn. Hãy cùng thực hiện món này ngay hôm nay quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho gà vào trong một cái thố như thế này. Ướp hả anh? Đúng rồi, chúng ta sẽ ướp gà. Chúng ta sẽ ướp vào đây khoảng một muỗng cà phê ngũ vị hương, một chút tỏi, rồi 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê tiêu. Rồi chúng ta sẽ sử dụng vào đây khoảng 2 muỗng súp cà bát. Rồi mình nhờ Quốc Thái trộn giùm mình cái phần này lên. Rồi chúng ta ướp cái này trong khoảng bao nhiêu lâu anh hả? Nếu có tủ mát thì chúng ta sẽ bỏ trong tủ mát khoảng 1 tiếng đồng hồ. Dạ, 1 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ thì chúng ta sẽ làm cái phần cà rốt này. Chúng ta sẽ cắt lát, mình cắt khoảng 1 phân là được rồi. Rồi nguyên liệu chúng ta đã có sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vô, chúng ta sẽ làm. Rồi chúng ta sẽ cho dầu ăn vào trước. Mình sẽ cho tỏi vào. Rồi sau khi chúng ta thấy tỏi đã được thơm và vàng lên thì chúng ta sẽ chút cái phần thịt gà vào trong cái nồi này. Chúng ta chiên sơ anh ạ. Chúng ta sẽ áp chảo cái phần gà cho nó được săn cái thịt lại. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nước dừa vào. Rồi mình sẽ đưa qua bên đây để mình sẽ dùng cái phần bếp này, mình sẽ dùng chảo để mình chiên cái phần cà rốt và khoai tây. Cà rốt và tây. Rồi chúng ta cũng cho vào đây một ít dầu. Chúng ta chiên lên ha. Chúng ta sẽ áp chảo cái phần cà rốt và khoai tây. Rồi mình sẽ cho cà rốt vào và phần khoai tây. Các loại khoai và cà rốt thì chúng ta có cần phải nêm nếm gì không anh? Hay là lát nữa chúng ta sẽ nêm nếm, đợi áp chảo một hồi mình sẽ nêm vào đây một ít muối và một ít tiêu thôi. Dạ. Rồi sau khi chúng ta thấy cái phần thịt gà nó sôi lên, chúng ta sẽ hạ lửa nhỏ lại và cho vào đây một miếng quế. Dạ. Vậy là chúng ta đã áp chảo xong khoai tây với là cà rốt đúng không ạ? Đúng rồi, xong cái phần khoai tây cà rốt rồi. Và Quốc Thái thấy cái phần gà cũng đã sôi, chúng ta để cũng được lâu rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần khoai tây và cà rốt vô cái nồi gà luôn. Dạ. Rồi chúng ta sẽ nấu trong khoảng 10 phút nữa để cho khoai tây cà rốt nó sẽ chín. Rồi bây giờ cái nồi thịt gà của chúng ta sôi và gà cũng đã chín rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nêm cái nước chôm chôm để cho nó giữ được cái mùi chôm chôm đúng không anh? Đúng rồi. Nếu mà chúng nó làm hầm lâu như vậy thì nó mất mùi rồi. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ cho cái phần chôm chôm vào trong cái nồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp. Cái thịt gà nó không bị mặn quá mà mình cảm giác rất là tươi, ngon và mềm nữa. Và Quốc Thái đề nghị là trưa nay chúng ta ăn luôn món này đi ha. Và món thứ hai là chúng ta dùng măng, chúng ta làm gỏi trộn với tôm. Còn món thứ ba là món cá bống ram với nghệ, được không anh? Rất là ngon. Thì buổi tối chúng ta sẽ thay đổi một chút xíu, mình sẽ làm canh cá chê nấu với mắm và thịt heo quay chúng ta kho dưa cải. Và một món xào nữa là chúng ta làm cổ dừa xào tỏi.